Đêm đã khuya, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Minh mệt mỏi sau giờ học, ghé vào quán cà phê 24/7 để lấy lại tinh thần. Quán vắng tanh, chỉ có vài người khách lẻ loi. Minh gọi một ly cà phê và bắt đầu ôn bài. Lúc này, Minh mới để ý đến người phụ nữ ngồi ở góc quán. Người phụ nữ mặc váy trắng, tóc dài che khuất khuôn mặt. Ánh đèn hắt hiu tạo nên bóng hình ma mị. Minh cảm thấy giận giận, nhưng cố xua tan suy nghĩ đó. Bỗng nhiên, Minh nghe tiếng sột soạt khe khẽ. Nhìn sang, Minh thấy người phụ nữ đang đứng dậy, tiến về phía mình. Minh hoảng hốt, định bỏ chạy nhưng cửa quán đã bị khóa. Người phụ nữ tiến đến, tóc xóa ra che kín khuôn mặt. Minh chỉ nghe tiếng nức nở khe khẽ và cảm nhận hơi lạnh toát ra từ người phụ nữ. Bỗng nhiên, người phụ nữ ngẩng đầu lên. Minh kinh hãi tột độ khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, không có mắt, miệng của người phụ nữ. Minh hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Sáng hôm sau, Minh tỉnh dậy trong bệnh viện. Minh hỏi mọi người về người phụ nữ đêm qua, nhưng không ai biết gì. Minh đến quán cà phê, nhưng quán đã đóng cửa. Minh dùng mình tự hỏi liệu những gì mình trải qua chỉ là mơ hay là sự thật. Từ đó, Minh không bao giờ dám đến quán cà phê đó nữa. Ký ức về người phụ nữ ma quái vẫn ám ảnh Minh đến tận bây giờ.